Bão số 12 di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp, tiêm ẩn nhiều nguy hiểm. Nên ngay trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn các giải pháp ứng phó. Trước hết là ưu tiên tuyến biển để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền đang ở trong vùng nguy hiểm. Các cơ quan dự báo quốc tế nhận định bão số 12 sẽ tập trung vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Đặc biệt chú ý, cơn bão này sẽ gây mưa rất lớn, từ đêm nay, các tỉnh Quảng Trị cho đến Khánh Hòa bắt đầu có mưa. Tổng lượng mưa lên đến từ 200 đến 400 mm. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên sẽ lên báo động 2, có sông lên báo động 3. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt ở đất ở tại khu vực miền núi Nam Trung Bộ. Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành, địa phương quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền. Có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản, khách du lịch trên các đảo, ven biển, lao động trên lồng bè, các khu nuôi trồng thủy sản sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đối với khu vực đất liền, ra soát các khu dân cư ven sông suối, hạ lưu hồ đập có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, chủ động tổ sơ tán người dân đến nơi an toàn, tránh thiệt hại như trong các đợt mưa bão vừa qua. Bên cạnh đó, tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình, tham gia điều tiết, cắt lũ, giảm thiệt hại cho hạ du.